Hello anh em nhá. À, anh mình đang về quê của anh Dũng nhá. Về quý lắm mới về, không về đâu. Chào anh em đi anh Dũng ơi. Thế nhá, bọn mình đang ở Phú Khoáng nhá, đang ra nhà anh Dũng để lên xe nhá. Mình đi xe 7 chỗ nha. Cũng chạy anh chị Châu rồi nha. Đéo giờ mờ thế, căng mờ thế. Cũng vậy là ở Văn Giáo mình có tiền lệ là cứ đợt đấy không được tiền đầu là một vụ. Giờ mình chia xe đi về nha. Bây giờ là 6 giờ tối. Chia xe, đường rất tắc. Đường chương trình nha. Bây giờ hỏi con cho là về đây anh em ạ. Thế bạn cũng là đúng rồi. Ok chào anh em nhá. Bạn má thì nếu mà đi thì cái đường này chắc chắn là bắt phải chạy. Chào cho anh em nhá. Sau 6 người tập trung rồi. Hello anh em nhá. Giờ mình đang nghỉ giải lao. Sau 2 tiếng đi xe nhá. Xuống đây anh Dụ mời bánh mì nhá. Anh Dũ mời á, mình cũng hơi ngại nhưng mà anh mời phải ăn. Rồi anh em nhá. Mình đã đến phòng của thằng anh Dũ nhá. Anh lấy cho mình cái chiếu để mình nhắm đất anh em mọi người ạ. Nguy hiểm thế nào? Cái chiếu sườn nắm đất. Mới có mỗi của em ấy nè. Anh khoe gì vậy? Đây khen gì? Đi phòng khách anh em nhá. Nhìn nó không được thoải mái. Tại sao không được thoải mái? Tức là em không thích để cái vào phòng này. Nhà anh anh em chúng tôi vừa ăn xong mời tiếp rượu bố anh Dũ Bắc Dương nhá. Người nhá, tối quá. Tối quá em ơi. Thế gì đâu. Chào các bạn nhá. Ông đi đâu với đâu? Thế rồi nhưng có chết gì đâu. Sáng lắm. Chúng tôi đang đi tìm quán chọc bia anh em ạ. Mời anh em cho chúng tôi tìm quán bia Nam Định nhá. Xem đất cái chiếu, đất bằng cái chiếu hay có cái gì nhá. Ai chị em hội chẳng nhé. Có đèn rồi anh em ơi. Mình muốn bia rồi anh em nhé. Hết bán bia lên anh mình ra bờ hồ nhá. Mệt quá các bạn ơi. Xem bờ hồ cái chiếu Nam Định như thế nào nhá anh em nhá. Đi theo mình nhá. Không phải ra hồ nữa mà đi bộ. Anh nhả anh em nhá. Anh mình đã về đến phòng và chuẩn bị chơi game. Sáng mai thì 5 giờ dậy ra ngắm biển. Rồi đây mình chơi game nhá. Anh em. Trời đã dậy mà không làm cái gì hết. Dậy chỉ ăn thôi. Bây giờ là 10 giờ. Chúng tôi chờ khách đến để có việc anh em. Có
có tầm 50 khách. Anh dự bắt tôi tiếp 50 người, mỗi người 130 chén. Tôi ship còn là con thủ, còn thừa đấy. Thủ chưa? Anh em đi. Con trai 12 về nước. Để quen làm việc nhá. Không có việc gì làm, ngại quá anh em ạ. Thì thằng nhìn thằng anh làm mà mình không có việc gì làm, hơi ngại đi. Hơi đứng chơi thôi. Giờ thì mình ăn cơm xong rồi nhá. Anh nghỉ ngơi một bên Tử Châu. Giờ chuẩn bị đi ngủ thôi. Rồi anh em nhá. Chúng tôi ra biển anh em ạ. Biển Nam Định xem có cái quẹo gì không nhá. Nhớ bật sóng tắt. Gì anh? Cảm thưởng nữa. Cảm thưởng quay 6 HD 60. Ai đấy ạ? Anh em nhá. Thì nó định tưởng vắng quá đông phết anh em ạ. Đến biển rồi anh em nhá. Mỏi quá anh em ạ. Đi biển rồi nhá. Chào anh em nhé. Ok nhá. Anh em đứng ra một lao một chút này nhá. Anh em để view cho tôi nhá. Sời. Tuyệt vời. What? Woo. Sóng to đấy chứ. Lấy gì đi.
Của chùa là đồ ngon em ạ. Nước này xin tán lên này em nhé. Ủa bạn ấy nhá. Được vào em ơi. Mình chưa ăn nhá. Rồi anh em nhá. Mình vừa ăn xong xúc xích của anh chú mời, ngon quá anh em ạ. Anh chú thấy cảm thấy nào? Anh cảm thấy cũng ngon. Xích ngon đấy. Ngon, tuyệt cú mèo đấy anh em ạ. Ăn của chùa đó là tuyệt vời luôn mà. Đây, ai hành đệ đây. Giờ lại gặp công an úp luôn vào đầu. Giờ phải về ăn cơm chùa tiếp ở nhà anh Trung anh em ạ. Giờ về ăn đại tiệc. Giờ ăn đại tiệc, chưa ăn tiệc. Tối qua nhậu, chưa nay cũng nhậu, tối nay cũng nhậu. Cuộc sống vương giả. Tối anh em. Không là không tìm, không có lý tìm. Anh em cho đi, đang được về chứ. Được về nè. Trong túi xong thấp xuống phải đi hát cùng mấy thằng nhóc kia này à? Nóng quá anh ơi, nóng quá đi hát cùng mấy thằng đại. Bây giờ 10 giờ sáng. Tôi chuẩn bị di chuyển sang nhà ông nội của anh Dũng. Đèo ăn cơm và không uống rượu. Quay ảnh rồi. Quay cái đầu mày, thằng kia nó cứ học nhìn ngứa mắt quá. Tôi phải đi ăn cơm đây. Báo cáo anh chị hình em. Tình cầu tế bào chúng nó chấp sinh hóa chào bác con nhé. Rồi nghe chưa? Em tôi đang trên đường về. Bây giờ là 4:38. Sáng nay với cả ngày hôm nay chưa quay được gì nhiều, hôm nay mỏi quá. Em tôi ốm rồi. Em sẽ xe về Hà Nội nha. Phải có ai báo gì? Con này nó chỉ chụp dịch vụ nhau nhau rồi. Chính quyết đấy, chỉ họ thì đi về đến học viện nhé, một chuyến thì mình sẽ thông báo cho anh em tiếp nhé.